Xin chào các bạn Bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc những cái mũi móc len cơ bản nhất dành cho những bạn nào mà mới bắt đầu học móc len Và mình cũng sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cầm kim và len sao cho cái mũi móc của mình đi được nhuyễn và đều hơn ha Mũi đầu tiên mà mình muốn nói đến chính là một nút nè Các bạn sẽ tạo cho mình một vòng quanh ngón trỏ Sau đó sử dụng ngón cái giữ cái điểm giao giữa hai cái đường len nè Gỡ cho mình cái vòng tròn ở ngay ngón trỏ ra ta đâm kim từ trên xuống dưới vào cái vòng tròn mình vừa tạo này sau đó các bạn sẽ kéo cho mình cái sợi len dài ở phía sau nè kéo qua cái vòng tròn này dùng ngón giữa của tay mình cầm kim nè giữ cái vị trí này sau đó tay còn lại cầm cái sợi len dài kéo thật mạnh lại gút lại này cho cái vòng tròn của mình nó nhỏ lại ta sẽ có được một nút như thế này ha tiếp tục mũi móc thứ hai mà mình muốn nói đến chính là mũi xích hay còn gọi là mũi mắt xích hoặc là mũi bính ha thì cái mũi này là cái mũi móc cơ bản để mình có thể bắt đầu một sản phẩm. Thường thì mình sử dụng cái mũi xích này để mình tạo nên những cái hàng móc hoặc là làm khóa để tạo khởi đầu hoặc là mình cũng có thể tạo đường viên ha. Để tạo được cái mũi bính đó thì các bạn có một nút trước nè. Sau đó mình sẽ sử dụng kim, các bạn sẽ đưa cho mình kim lên phía trên. Tức là mình luồn kim từ trên xuống dưới vào cái sợi len mà mình đang cầm trên tay nè. Các bạn quấn cho mình theo cái hướng mà ngược chiều kim đồng hồ nha. Đây, quấn ngược chiều kim đồng hồ cho cái sợi len nó dính vào cái kim móc nè. Sau đó mình kéo cái sợi len này qua cái nút mà mình đang có trên kim. Ta sẽ có được một mũi xích như thế này, hay còn gọi là một mũi bính ha. Tiếp tục nè, đưa kim vòng xuống dưới sợi len. Móc cái sợi len này qua cái chân móc trên kim ha. Tiếp tục nè, móc sợi len. Móc sợi len qua cái mũi trên kim nè. Các bạn cứ làm lần lượt như vậy cho mình nè. Ta sẽ có được một hàng mũi bính như thế này ha. Tiếp tục mũi thứ hai đó chính là mũi đơn. Mũi đơn thì nó sẽ có cái chiều cao khoảng tầm một mũi móc xích ha. Trên màn hình thì mình có hiển thị những cái sản phẩm mình mình móc bằng cái mũi móc đơn nè. Mình sẽ móc các cái mũi móc đơn này lên các cái chân mũi móc xích và lưu ý cho mình là khi các bạn hoàn tất cho mình cái hàng mũi móc xích nè. Thì đây là những cái mũi móc xích ha. Các cái chân móc nó sẽ là những cái đường móc như thế này nè. Mình cứ đâm kim vào từng cái đường móc như thế này, nó sẽ là cái chân móc ha. Đây là cách xác định cái chân móc cụ thể nhất nè. Hàng mũi đơn thì chiều cao của mũi đơn nó có cái độ cao cao khoảng tầm một mũi móc xích. Cho nên khi mà gây nên một hàng mũi móc đơn, các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích để mình có được cái chiều cao tương đương ha. Móc lên một xích nè. Sau đó ta lần lượt đâm kim vào các cái chân móc, mình sẽ móc mũi móc đơn đầu tiên trước nè. Đâm kim vào một chân móc đầu tiên, sau đó mình sẽ đưa kim xuống dưới cái sợi len đang cầm. Móc cái sợi len này qua cái chân móc mà mình vừa đâm kim ha trên kim lúc này đang có hai đường móc nè các bạn kéo cho mình sợi len vừa phải thôi sau đó kéo qua hai cái đường móc ở trên kim ha thì cách kéo lên nè mình sẽ đưa kim từ trên xuống dưới móc từ dưới lên trên cái sợi len mình có kéo qua hai chân trên kim ta sẽ có được một mũi móc đơn tiếp tục nè mũi móc đơn thứ hai nè đâm kim vào chân móc sau đó luồn kim xuống phía dưới móc từ dưới lên trên cái sợi len kéo cái sợi len này qua cái chân móc đây kéo cái sợi len vừa phải thôi ha cho cái sợi len nó bằng với cái kim móc. Sau đó mình sẽ lấy len quấn từ trên xuống dưới qua hai chân trên kim. Ta được mũi móc đơn thứ hai ha. Các bạn sẽ tiếp tục làm tương tự cho mình cho các cái mũi móc đơn kế tiếp nè. Đâm kim nè. Kéo len từ dưới lên trên nè. Móc cái sợi len qua chân móc. Sau đó móc cái sợi len qua hai cái đường móc trên kim. ta có được mũi móc đơn nè cứ lần lượt làm tương tự cho mình cho các chân móc còn lại ha đâm kim kéo lên và kéo qua hai chân trên kim ta sẽ có được một hàng mũi móc đơn như thế này khi hoàn tất được hàng mũi móc đơn nè thì các bạn để ý cái chân của mũi móc đơn cho hàng kế tiếp nó sẽ là những cái chân móc này ha theo cái chiều mà mình đang móc nè đâm kim vô thì các bạn sẽ thấy cho mình hai cái đường móc nằm trên kim nè, đây sẽ là cái chân móc của một móc đơn nhé. Tương tự như mũi bên này cũng vậy nè, đâm kim nè vào cái đầu chân móc thì mình sẽ có được cái mũi móc nè. Mũi thứ ba đó chính là mũi nửa kép, thì mũi nửa kép nó sẽ có chiều cao bằng hai mũi móc xích. Mình có kèm một số sản phẩm móc bằng mũi nửa kép ha. Mình sẽ móc các cái mũi nửa kép lên trên các cái chân mũi móc xích nè mũi nửa kép có cái chiều cao khoảng tầm 2 mũi móc xích nên móc lên cho mình hai mũi móc xích để tạo chiều cao cho hàng móc mũi nửa kép thì các bạn sẽ lấy len cho mình lên trên kim mình sẽ quấn ngược chiều kim đồng hồ sau đó ta đâm kim vào chân móc kéo sợi len này qua chân móc khi kéo len qua cái chân móc thì giữ nguyên cho mình cái vị trí này ha đừng có kéo quá dài trên kim được ba đường móc kéo qua hết ba đường trên kim ta cũng lấy len lên kim nè sau đó mình kéo qua hết ba đường trên kim ta sẽ hoàn tất được một mũi nửa kép ha tiếp tục làm tương tự cho mình các cái chân còn lại nè lấy len lên kim sau đó đâm kim vào chân móc kéo len qua chân móc kéo vừa sợi len thôi chứ đừng có kéo dài quá sau đó kéo len cho mình qua hết ba đường trên kim, ta có một mũi nửa kép ha. Làm tương tự cho mình nè. Lấy len lên kim, đâm kim vào chân móc, kéo len qua chân móc. Kéo vừa sợi len thôi, sau đó kéo qua ba đường móc trên kim. Cứ làm lần lượt tương tự cho mình vào các cái chân móc ta sẽ có được những cái mũi nửa kép như thế này. Lấy len nè, đâm kim vào chân móc. Sau đó kéo lên qua chân móc Kéo vừa cái sợi len thôi ha Kéo lên qua ba đường trên kim Khi hoàn tất cho mình được hàng mũi nửa kép thì cái chân móc của cái mũi nửa kép cho hàng tiếp theo nè Nó sẽ là cái chân móc nằm ở phía trên của mũi nửa kép ha Đây là mũi nửa kép của mình nè thì chân móc nó sẽ nằm ở phía trên ha Tương tự giống như cái chân bên này cũng vậy nè. Đây, đây là chân móc của mũi nửa kép ha. Mũi kế tiếp sẽ là mũi kép đơn ha, thì mũi kép đơn nó sẽ có chiều cao khoảng tầm 3 mũi móc xích. Thì cái mũi kép đơn này mình cũng có để một số sản phẩm bằng mũi kép đơn nè. Để tạo được mũi kép đơn, chiều cao của mũi kép đơn khoảng tầm 3 mũi móc xích, cho nên khi các bạn móc mũi kép đơn thì mình sẽ gây nên 3 mũi xích ha. Tùy vào tay thở móc lỏng chật có thể là hai mũi xích hoặc là ba mũi xích cũng được. Khi có được chiều cao của mũi móc rồi, các bạn sẽ lấy len cho mình lên trên kim. Sau đó mình đâm kim vào cái chân móc ở phía dưới. Kéo cái sợi len qua cái chân móc. Lúc này các bạn sẽ kéo dài cái đường móc cho nó bằng khoảng tầm 2 mũi xích ha. Sau đó mình sẽ kéo len qua hai chân móc trên kim trước. Lấy len nè. À. Sau đó kéo qua hai chân trên kim trước lấy len ha. Kéo qua hai chân trên kim nè. Lúc này còn lại hai chân móc trên kim thì cũng lấy len cho mình và kéo qua hai chân còn lại trên kim. Ta sẽ có được mũi kép đơn ha. Và cái mũi kép đơn này nó cũng có chiều cao bằng 3 mũi xích ở bên này. Các bạn sẽ làm lại thêm cho mình một lần nữa ha. Lấy len cho mình lên kim nè. Lấy từ dưới lên trên nhé Sau đó đâm kim vào chân móc. Kéo sợi len qua chân móc kéo dài cái sợi len cho nó bằng hai mũi xích kéo qua hai chân trên kim lần thứ nhất và qua hai chân trên kim lần thứ hai ta sẽ có được một mũi kép đơn ha và làm tương tự cho mình cho các chân còn lại nè lấy len đâm kim kéo lên kéo dài sợi len một tí kéo qua hai chân lần thứ nhất và qua hai chân lần thứ hai Sau khi có được cái hàng mũi kép đơn rồi thì cái chân móc của hàng mũi kép đơn nè, chân móc cho hàng kế tiếp. Đây là cái thân của mũi kép đơn thì chân móc nó cũng nằm ở trên đầu như thế này ha. Khi thực hiện các bạn sẽ dễ thấy hơn. Tương tự như mũi còn lại cũng vậy nè. Thân của mũi kép đơn này thì chân móc nó sẽ nằm bên trên ha. Mũi tiếp theo sẽ là mũi kép đôi. Mũi kép đôi nó sẽ có chiều cao khoảng tầm 4 mũi móc xích. để móc được mũi kép đôi thì mình sẽ gây nên bốn mũi móc xích để bằng được cái chiều cao của phần kép đôi đó khác với mũi kép đơn mình lấy lên một vòng lên kim thì mũi kép đôi các bạn sẽ lấy lên cho mình hai vòng lên kim giống như cái tên của nó hai vòng lên kim nè sau đó ta đâm kim vào chân móc kéo cái sợi len qua chân móc lúc này các bạn sẽ kéo cho mình cho cái sợi len này nó bằng khoảng tầm hai mũi xích ha sau đó lần lượt mình kéo len qua hai chân trên kim cho đến hết nè kéo len lần thứ nhất qua hai đường trên kim nè tiếp theo kéo len lần thứ hai cũng qua hai đường trên kim và kéo len lần thứ ba cũng qua hai đường còn lại trên kim ta sẽ có được mũi kép đôi bằng với chiều cao là 4 mũi móc xích móc tương tự cho mình ha quấn len hai vòng giống như cái tên của nó là mũi kép đôi á đâm kim kéo len kéo dài cái mũi cho nó bằng hai mũi xích kéo qua hai chân lần thứ nhất hai chân lần thứ hai và qua hai chân lần thứ ba ta được mũi kép đôi ha móc tương tự cho mình cho các mũi còn lại nè quấn lên hai vòng đâm kim kéo lên lần lượt qua hai chân trên kim cho đến hết lần thứ nhất lần thứ hai lần thứ ba Và khi các bạn hoàn tất cho mình cái hàng mũi kép đôi thì cái chân móc của cái mũi kép đôi đó cho hàng tiếp theo nó cũng nằm ở phía trên đầu của mũi kép đôi ha. Để tăng được tiếp cái chiều cao của mũi móc thì ta sẽ có thêm mũi kép 3, mũi kép 4. Thì mũi kép 3 nó cũng tương tự mình cứ tăng cái chiều cao mũi xích lên nè. Mình có 5 mũi móc xích cho mũi kép 3 ha. Được 5 mũi móc xích được tạo chiều cao cho cái mũi móc rồi thì mũi kép 3 mình quấn lên 3 vòng lên trên kim giống như cái tên của nó nè quấn len lần thứ nhất nè lần thứ hai lần thứ ba sau đó cũng làm tương tự đâm kim vào chân móc và mình kéo cái sợi len qua chân móc các bạn cũng lần lượt kéo len cho mình qua hai chân trên kim cho đến hết nha khi mà kéo len thì nhớ kéo dài mũi móc cho bằng hai mũi xích sau đó kéo len lần thứ nhất lần thứ hai lần thứ ba và lần thứ tư ta có được mũi kép 3 ha bằng với chiều cao là 5 mũi bính làm tương tự cho mình nè mũi kép 3 thì cứ lấy len 3 vòng đâm kim vào chân móc kéo lên kéo qua hai chân chân kim cho đến hết đây sẽ là mũi kép 3 ha Đối với những sản phẩm nào mà cứ tăng cái chiều cao của mũi móc thì các bạn cứ lần lượt tăng cho mình cái số mũi kép lên ha. Tức là mình cứ quấn len lần lượt thêm nhiều vòng lên kim. Đây là mũi kép 3 nè, thì mũi kép 4 mình sẽ quấn len 4 vòng lên kim. Hoặc là mũi kép 5 thì mình sẽ quấn len 5 vòng lên kim ha. Sau đó cứ lần lượt đâm kim vào chân móc và kéo len qua hai chân trên kim cho đến hết là được. Ta sẽ tăng được cái chiều cao của mũi móc. Thì đây là những cái mũi móc cơ bản trong móc len mà mình vừa hướng dẫn cho các bạn ha. Ngoài ra thì còn có thêm một vòng tròn ma thuật, vòng tròn ma thuật để tạo ra những cái vòng tròn nhỏ ha. Cách tạo vòng tròn ma thuật thì giống như cách mà mình quấn len để tạo một nút đầu tiên khởi điểm nè. Các bạn cũng quấn len cho mình quanh ngón trỏ, quấn chéo như thế này. Sử dụng ngón cái giữ điểm giao. Đâm kim, kéo sợi len qua. Lúc này mình sẽ không kéo cái sợi len dài mà các bạn giữ cái vị trí này mình cầm cái sợi len dài lên trên ngón trỏ bên này móc lên một mũi móc xích hoặc là hai hoặc là ba mũi tùy vào các bạn móc mũi gì ha sau đó mình sẽ móc vào cái vòng tròn này các cái mũi móc cho cái thẳng phẩm tương ứng ví dụ như ở đây mình móc mũi kép đơn nè hoặc là các bạn có thể móc mũi móc đơn mũi nửa kép cũng được ha khi đã có được mũi móc vào cái vòng tròn ma thuật đầu tiên rồi ta nắm sợi len ngắn gút thật mạnh lại thì lúc này khi gút lại cái sợi len của mình nó sẽ chạy dễ dàng nè Khóa lại thì cái mũi móc của mình nó sẽ khít lại ha Đây được gọi là vòng tròn ma thuật nè Như vậy là mình vừa hướng dẫn những cái mũi móc cơ bản trong móc len cho những bạn nào mà mới bắt đầu học móc ha Các bạn có thể nắm vững được những cái mũi móc này Sau đó mình sẽ gây nên những cái sản phẩm mà mình cần móc ha Để cho việc cầm kim và len cho phù hợp Mũi móc của mình kéo được nhanh và nhuyễn đều hơn Thì có 3 cách để các bạn có thể cầm kim và len nè Cách thứ nhất, các bạn có thể dùng len mình quấn ngược chiều hoặc là cùng chiều kim đồng hồ cũng được, quanh cái ngón trỏ. Đây, quấn ngược chiều hoặc là cùng chiều cũng được ha, tùy vào các bạn thuận như thế nào. Sau đó tiếp tục ngón giữa và ngón cái, các bạn sẽ chịu trách nhiệm giữ cái đường móc ở phía dưới, tức là giữ cái nút ở phía dưới nè. Khi mình đã cố định lại được cái mũi móc cũng như là cái sợi len kéo rồi nè thì các bạn cứ móc cho mình các cái mũi móc đều. Lưu ý cho mình khi mà mình móc á các bạn sẽ thả lỏng cho mình cái đường móc ở phía trên tay lên để mình kéo cái sợi len nó chạy được dễ dàng hơn ha. Đây là cách đầu tiên. Tiếp tục đến cách thứ hai. Cách thứ hai thì sử dụng cho mình ngón áp út. Các bạn cũng có thể quấn ngược chiều hoặc là cùng chiều kim đồng hồ cũng được, hai hoặc là ba vòng quanh ngón áp út. Sau đó mình sẽ kéo cái sợi len về phía trên. Kéo từ sau ra trước vào cái ngón trỏ. Ngón giữa và ngón cái cũng chịu trách nhiệm giữ cái đường móc Sau đó mình sẽ móc nè Và lưu ý khi móc các bạn cũng thả lỏng cho mình cho cái sợi len nó chạy quanh cái ngón ép út này ha Thì đây sẽ là cách thứ hai nè Còn một cách thứ ba cũng là cách đơn giản mà mình đang sử dụng nè Các bạn sẽ sử dụng lực cho mình của ngón tay út Khi mà mình gặp cái ngón tay út lại thì cái ngón tay út nó sẽ khít chứ nó không có bị hở khoảng ha Đây gặp lại thì nó sẽ khít nè để mình có thể giữ được cái sợi len khi mà mình tập luyện cho cái ngón út của mình nó ép lại rồi thì các bạn đưa sợi len cho mình xét vào sau đó tiếp tục luồn cái sợi len từ dưới lên trên vào cái ngón trỏ ngón giữa và ngón cái cũng chịu trách nhiệm giữ đường móc sau đó mình sẽ móc nè và khi móc các bạn nhớ thả lỏng cho mình cái ngón cái ra một chút để cái sợi len của mình nó chạy được dễ dàng hơn ha đây cũng là cách mà mình đang sử dụng Lưu ý đối với những bạn nào mà đang dùng cách thứ ba khi mà mình sử dụng thời gian đầu á, dùng lực của ngón tay út quá nhiều cho nên là nó sẽ hơi nhức cái ngón tay ha sử dụng quen rồi thì cái mũi móc của mình nó sẽ dễ hơn khi các bạn kéo cái sợi len nó sẽ chạy được nhanh hơn nhuyễn hơn giúp cho cái mũi móc của mình móc được nhanh hơn và đều hơn ha thì trên đây là những cái cách cầm kim và len cũng như là những cái mũi móc cơ bản dành cho những bạn nào mà mới bắt đầu học móc len khi đã nắm vững được những cái mũi móc này rồi thì mình có thể dựa vào đó móc lên những cái sản phẩm như là giày len, khăn len hoặc là áo nón ha. Khi thực hiện mà có điểm nào không hiểu thì có thể để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc. Chúc các bạn thực hiện thành công!